đây là một trận tôi quay lại ở bên Si và Chung đấy, thì khi BK không có xương rồng nha, khi BK mà không có xương rồng mà tôi xin thưa với mấy ông là về con bét của con tăng tớp á, là điểm nhấn của đội hình này luôn. Mẹ con bét của con tăng tớp nó còn mạnh hơn cả con tăng tớp. Cái này là đồ tôi làm mấy lần rồi. Đây con Sam đây nè, mấy ông coi đam của Sam nha. Đây clip này nó sẽ rất nhiều vấn đề. Đây mấy ông tập trung, mấy ông đừng có comment nữa, mấy ông tập trung mấy ông coi đi. Đây nè mấy ông tập trung mấy ông coi đi mấy ông. Cái trận này là sẽ rất nhiều vấn đề. Cái trận này là tôi tính làm clip lâu rồi, tôi đăng lên không cho mấy ông coi thôi, nhưng mà trận này tôi coi tôi ức chế quá, tôi phải làm clip cho mấy ông coi. Đầu tiên là con Sam, tiếp theo là tới con đệ của con tăng tớp. Đây mấy ông coi, đầu tiên nha, đây mấy ông phải coi đam con Sam nó chiếm nha, mấy ông phải coi đam con Sam nha, mấy ông phải coi đam con Sam. Cái này là trong chế độ quyết đấu cân bằng là rank thách đấu nha, mấy ông phải coi đam con Sam. Đây mấy ông gà, tôi cho mấy ông coi con Sam 2 nó mạnh tới mức nào, mấy ông phải coi. Mày cay lắm, ủa trận này coi đúng cay luôn, mày tôi coi mà tôi ức chế luôn á. Rồi mấy anh em tự comment đi, tôi tập trung, tôi làm. Đây nó chiếm một phát là 313 gram nha. Đây nha, nó chiếm một phát nha, chiếm phát thứ hai nha, nó chiếm gần 400 gram, là tổng đam của con Sam chiếm 700 gram, đủ đam còn to hơn cả con chó con tù dân du hí, thì mình đam còn to hơn cả tăng tớp luôn. Đây là ranh cao thủ thách đấu nha. Ủa với con Sam nó chiếm 700 gram, nó bằng đam của một con chó tích full stat. Con chó thì đam tích full stat là chỉ đam được cũng tầm 1 triệu thôi, mà con Sam chiếm 700 gram coi đi cây. Suy thì kỹ nha, thức tính 2. Rồi tiếp tục, con Sam chỉ là mới là dây đầu thôi. Đây con biết là đấm 55 gram, là đấm 2 phát là 120, cũng với ông con tăng tớp đam nè. Ừ thì em coi con tăng tớp cũng vậy, em coi chút nữa skill tăng tớp đam nè. Bây giờ em coi tăng tớp đam nè. Rồi để em kêu là đam 2 mục tiêu đúng không? Rồi để em coi chút nữa coi tăng tớp đam nè. Đây nha, tăng tốp đam là có 384 gram thôi. Tăng tốp đam là 384 gram thôi, mà em tính đi cái thời điểm mà ra con Samurai với con tăng tốp là bao nhiêu. Mà đã vậy con Samurai nó còn giảm một nửa máu nữa, mà con tăng tốp đam có 380 gram thôi. Mà em coi nè, tới phiên con bét nè, búp 55k, búp 37k. Má cái trận này coi cay bị cứt rồi. Cái trận này coi ngồi đêm mà ngồi quay cái trận này mà ngồi ức chế luôn, mà thôi để ngồi coi với anh em cho vui á. Định đăng trận này lên không thôi, mà ngồi quay clip lại cho mấy anh em coi. Khi mà không có xương rồng ở đây phải game nó mất cân bằng lắm. Mấy con tướng ví dụ như con Sam, mấy anh em coi con Sam này. Đó, 200 mày ném đúng 200 kadam mày cùi với cứt luôn. Còn một cái clip mà con Sam nó chiếm 1.3 đam nữa, để chút nữa anh ngồi anh kiếm lại cho, để anh ngồi anh kiếm. Còn một clip mà con Sam nó chiếm 1.3 đam nữa, chút nữa mở cho coi. Con Sam nó chiếm một phát 1.3 đam, nó chiếm một phát đầu tiên thôi á, 1.3 đam. Má biết mày, cái trận này biết của con tăng tớp mày nó lì. Em coi mày coi giờ sau mấy em coi quýnh tới cái giai đoạn mà cuối á, mẹ toàn là hai con biết gánh tim không, đúng nghĩa là biết của con tăng tớp gánh tim luôn á. Thì tôi cho mấy anh em coi cái động lực mà mấy anh em bên Si và Si khi mà bỏ qua con tăng tớp, một trong những con tướng miệng mạnh nhất cho nông dân đáng chơi như thế nào. Đó,
không, quýnh quýnh bắt đầu xuống xuống máu nè, quýnh bắt đầu xuống xuống máu nè. Con vua lòng đất bên xanh hơi cùi, con vua lòng đất bên xanh hơi cùi, đam nó rải skill dính lửa hơi ít, dính skill hơi ít. Rồi con kia nằm rồi đó, à, cái quả mà con Sam chém vô con tăng tốp bên kia á, giảm máu tối đa á, làm con tăng tốp bên này đam yếu hẳn ra luôn á, chém vô nè hai cái hiệu ứng giảm đam luôn, con tăng tốp bên xanh đam yếu hẳn ra luôn. Đây để tu tới cái đoạn gần led đi, để ngồi tu tới cho mấy anh em cái đoạn gần led á, mấy anh em mới thấy mẹ cái con bét của con tăng tốp nó đúng ung thư luôn. Đây này, cái đoạn gần cuối đây đây này, mất máu chưa, đây đây cái độ gần cuối nè mấy anh em coi nè, à đây cái độ gần cuối nha mấy anh em coi, bét nó quýnh không mà mẹ coi, quýnh hồi toàn bét quýnh không mà người cũng quýnh luôn. Đây này coi nè, bét nó quýnh mày né rồi bét đấm mẹ, mày né đấm sao không vô máu, đấm sao không vô máu. Sam kêu đủ ngứa, Sam kêu ngứa, mày né rồi né, ok mày né rồi, con này giả lên mày né rồi né tiếp, mày né con tăng tốc quýnh thường có 12 k đam thôi nha, tôi với ông con tăng tốc quýnh thường có 12 k đam thôi. Đây tôi là giúp ông coi thì bị con tăng tốc quýnh thường có 12 k đam thôi, mày né né nè, né nè với ông coi này, con tăng tốc quýnh thường 12 k đam nè, ba quýnh thường có 12 k đam thôi. Tiếp nè, đây đó rồi, mày ở đó mày câm lặng, mày câm lặng không mày ní ôi ủ quá đúng khó chịu luôn, mày ní trời ơi, ní tiếp luôn. Rồi cô tiếp chiếm tiếp, mới hai con biết đều bị gánh, đã gánh công luôn. mày ní thằng này thấp nhang, thằng này sắp thua rồi, mày ní hộ tao cái, mày câu giờ mày thích câu giờ không? Trời đủ với quýnh cái ganh thách đấu chứ mấy thằng này phải nó mệt phải cứt ra luôn rồi, mấy ông coi đó coi vậy đúng hài luôn. Ôi đủ coi cái này vui phết luôn mấy ông à.